Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với bóng đá Việt trên FPT Play. Thưa quý vị, tâm điểm bóng đá trong nước ngày hôm qua là cuộc đụng độ giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Borussia Dortmund trong khuôn khổ giải đấu giao hữu trong chuyến du đấu của câu lạc bộ đến từ nước Đức. Điều bất ngờ là các chàng trai áo đỏ lại là đội giành thắng lợi sau cùng trước đại diện nổi tiếng thứ hai tại Bundesliga. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua câu lạc bộ Borussia Dortmund với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối ngày hôm qua 30 tháng 11. Hai bàn thắng của đội chủ nhà được thực hiện bởi Tiến Linh và Tuấn Hải, trong khi chân sút Daniel Malen là người ghi bàn thắng duy nhất cho những vị khách đến từ nước Đức. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, huấn luyện viên Park Hang-seo có những thử nghiệm ban đầu như việc thủ thành Văn Toản bắt chính, Văn Hoàng cũng được trao cơ hội ở ít phút cuối. Ngọc Quang thi đấu cả trận. Nhiều cầu thủ của Bình Định, Hà Nội vốn vừa đá xong trận chung kết Cúp Quốc gia vài ngày trước nên không có được thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu. Vì thế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có khá nhiều sự điều chỉnh về đội hình. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ rằng ông hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là tâm lý thi đấu của học trò khi phải đối đầu với đội bóng có chất lượng cao như Borussia Dortmund. Đối thủ của chúng tôi là đại diện hàng đầu của nền bóng đá Đức, một thương hiệu rất mạnh không chỉ ở tầm cỡ châu Á mà cả thế giới. Tất nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên đội bạn không có được lực lượng mạnh nhất. Nhưng tôi nghĩ rằng chiến thắng này rất quan trọng bởi nó tạo nên sự tự tin, khích lệ lớn trong lòng các cầu thủ. Tôi hài lòng với quá trình chuẩn bị và kết quả cuối cùng của trận đấu. Ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu, tập luyện, bước vào giai đoạn tiếp theo chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng đá sinh viên sân 7 thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi là FPT Play Cup đã khép lại với chức vô địch xứng đáng dành cho Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một tháng tranh tài, giải bóng đá 7 người sinh viên thành phố Hồ Chí Minh 2022 đã kết thúc vào chiều qua 30 tháng 11. Trong trận chung kết, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi 1-0 trước đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng. Ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu này là cầu thủ mang áo số 7 Nguyễn Minh Nhật, người đã chơi rất hay từ đầu giải. Dạ, tại vì lần thứ hai tụi em vô chung kết trong năm nay rồi. Lần đầu là vòng loại khu vực sinh viên Champions League khu vực phía Nam là tại sân Phú Nhuận, tụi em đã thua Sư phạm Kỹ thuật trên chấm bên trong trận chung kết rồi. Cảm xúc tụi em khi bước vào trận đấu này là thầy đã nói là sân nhà của người ta, khán giả cũng của người ta, nhưng mà mình vô sân là 200% là mình chiến thắng rồi. Sau giải này, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao và Đại học Tôn Đức Thắng cũng sẽ là hai đại diện của thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc 2022. Theo lịch, giải bóng đá 7 người sinh viên toàn quốc sẽ được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12, cũng trên sân của trường Đại học Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của 4 đội bóng. Trong đó, hai đại diện đến từ thủ đô đã được xác định là Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Thủy lợi. Khi mà đã xong trận bán kết thì chúng tôi đã xác định là chúng ta sẽ còn 3 trận nữa, là một là trận chung kết khu vực phía Nam, hai là trận bán kết vòng chung kết và trận chung kết. Nên là chúng tôi đặt chỉ tiêu là sẽ đi tới cái trận chung kết ở vòng chung kết toàn quốc. Thì các em nó cũng hiểu được cái nhiệm vụ đó, là các em cũng có sự tập trung chung rất là tốt để chuẩn bị cho cái vòng chung kết sắp tới. Ở vòng chung kết toàn quốc, 4 đội sẽ chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng 2 đội thi đấu loại trực tiếp. Hai đội chiến thắng của mỗi bảng sẽ bước vào trận chung kết để tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vô địch. Sau khi V-League 2022 khép lại, bên cạnh việc tổng kết rút kinh nghiệm cho mùa giải vừa kết thúc, các câu lạc bộ còn tranh thủ khoảng thời gian này để chuẩn bị cho mùa giải mới, chiêu binh mãi mã và tham gia những giải đấu giao hữu quan trọng. Câu lạc bộ Hà Nội, Bình Định, Khánh Hòa cùng với đội chủ nhà Lâm Đồng sẽ tham dự giải Tứ Hùng tại Đà Lạt nhằm hưởng ứng Festival Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 cũng như chuẩn bị cho mùa giải V-League năm sau. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 năm nay trên sân vận động Đà Lạt. Theo quy định, ban tổ chức sẽ bốc thăm để xác định hai trận đấu bán kết. Hai đội thắng của trận đấu bán kết sẽ thi đấu trận chung kết. Hai đội thua bán kết sẽ tranh hạng 3. Đội vô địch sẽ nhận được giải thưởng lên tới 400 triệu đồng. Với một sân vận động có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, sự kiện sắp tới sẽ mang thêm nhiều màu sắc thú vị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9. Chiều ngày 30 tháng 11, môn bóng đá nam Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 cũng đã diễn ra lượt trận thứ 2 của bảng B. Sông Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp trong một trận đấu nếu giành chiến thắng. Sông Lam Nghệ An sẽ vào bán kết trước một vòng đấu, trong khi Đồng Tháp thì không được phép thua. Với thực lực mạnh hơn, Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng 1-0 và giành vé vào bán kết.
Trước đó ở lượt 2 của bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng Thừa Thiên Huế 2-1, Hà Nội thắng Vĩnh Phúc 4-0. Như vậy, Hà Nội có được 6 điểm sau 2 trận và cũng đã vào bán kết trước một vòng đấu. Henrio đã nói lời chia tay câu lạc bộ Bình Định sau 2 mùa giải gắn bó. Henrio chia tay Bình Định là một điều khá bất ngờ. Anh là một cầu thủ quan trọng bậc nhất đội bóng. Tại V-League 2022, Henrio có 7 bàn và 7 pha kiến tạo. Ở đấu trường cúp quốc gia, anh ghi được 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Cựu cầu thủ của U16 Barca giúp cho câu lạc bộ Bình Định giành huy chương đồng V-League và huy chương bạc cúp quốc gia. Trong quá khứ, Henrio từng khoác áo U16 Barcelona và có 4 năm gắn bó với đội chủ sân Camp Nou. Sau đó anh chuyển sang chơi cho Real Betis trước khi chuyển sang Việt Nam. Và bên cạnh các danh hiệu tập thể đã được xác định trong ngày khép lại V-League 2022, thì các danh hiệu cá nhân cũng được người hâm mộ quan tâm. Trong đó thì nhân tố chủ chốt tỏa sáng rực rỡ đem lại chức vô địch cho câu lạc bộ Hà Nội đó là tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã được vinh danh. Thông tin này cũng tạm thời khép lại thời lượng của Bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi và hãy tiếp tục sôi động cùng World Cup 2022 cũng như các chương trình đồng hành trên FPT Play. Với phong độ ấn tượng trong mùa giải năm nay và có nhiều đóng góp cho chức vô địch V-League của câu lạc bộ Hà Nội, mới đây tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2022. Ở mùa giải này, Văn Quyết chính là đầu tàu và linh hồn trong lối chơi của đội bóng thủ đô. Dù chỉ ghi 6 bàn thắng nhưng tầm ảnh hưởng của Quyết được xem là yếu tố mang tính bước ngoặt giúp Hà Nội vô địch trước một vòng đấu. Dù đã bước sang tuổi 31, tuy nhiên đội trưởng Văn Quyết vẫn bền bỉ với những pha leo biên, bứt tốc và xử lý điệu nghệ, khiến cho hàng công của Hà Nội trở thành nỗi ám ảnh với các hàng thủ đối phương. Gala trao giải của V-League 2022 sẽ được diễn ra vào tối nay và hạng mục huấn luyện viên xuất sắc nhất cũng đã gọi tên thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng. Đây là danh hiệu xứng đáng với nhà cầm quân gốc Thanh Hóa. Ở mùa giải 2022, Hải Phòng với lực lượng khiêm tốn đã phải đi mượn từ khắp nơi để đạt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, qua tài nhào nặng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, câu lạc bộ đã giành ngôi Á quân với 48 điểm, thua 3 điểm so với nhà vô địch Hà Nội FC. Ở các hạng mục còn lại, danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Phi Hoàng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Riêng Phạm Tuấn Hải của Hà Nội FC nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm. Trên trang cá nhân, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng vừa viết tâm thư chia tay đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 14 năm gắn bó. Do chấn thương tái phát, tiền vệ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã nói lời chia tay đội tuyển và sẽ vắng mặt tại kỳ AFF Cup 2022. Anh sẽ chỉ còn thi đấu trong màu áo của các câu lạc bộ trước khi giải nghệ. Như vậy, trận đấu vào tối qua với câu lạc bộ Borussia Dortmund là màn trình diễn cuối cùng của Trọng Hoàng trong màu áo của những chiến binh sao vàng. Ở trận đấu tối qua, Trọng Hoàng là người đá chính và có màn thể hiện ấn tượng, chơi lăn xả trên những cầu thủ đội bóng đến từ nước Đức. Tiền vệ kỳ cựu này cũng đã có cuộc gặp và chia sẻ tình trạng của bản thân với huấn luyện viên Park Hang-seo. Với quan điểm an toàn của cầu thủ là trên hết, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đồng ý để Trọng Hoàng trở về địa phương điều trị cũng như chia tay với đội tuyển quốc gia. Anh khép lại 14 năm đầy thăng trầm trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ người Nghệ An có tổng cộng 74 lần khóa đội tuyển quốc gia và có được 12 bàn thắng. Từ lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2009 dưới thời huấn luyện viên Enrique Carrasco, tiền vệ của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã kinh qua rất nhiều đời huấn luyện viên khác nhau như chiến lược gia người Bồ Đào Nha Calisto, huấn luyện viên Toshiya Miura, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng và đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, anh cùng với đội tuyển Việt Nam đoạt được chức vô địch AFF Cup 2018, lọt đến tứ kết Asian Cup 2019. Ngoài ra, cầu thủ sinh năm 1989 cũng đã giành được tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử vào năm 2019 cho bóng đá Việt Nam. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.